Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm ba loại nước không những là kháng sinh tự nhiên rất tốt cho cơ thể mà nó còn có cái tác dụng đó là thanh lọc phổi cũng như làm cho phổi của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và làm sao để chúng ta có thể làm được ba loại nước uống rất là ngon và hấp dẫn như thế này giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, có khả năng chữa lành tốt hơn thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm ba loại nước này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn là hai cái loại nước uống rất là tốt cho phổi và đặc biệt đó là tăng cường được sức đề kháng cho cơ thể. Nếu như ai mà chưa bị COVID-19 thì thật là tuyệt vời. Còn nếu như ai mà đã bị COVID-19 rồi thì cơ thể của chúng ta rất cần phải hồi phục. Còn những ai đang trong cái quá trình điều trị COVID thì các bạn cần phải tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để cơ thể của chúng ta mạnh hơn, khỏe hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và đây thì không những nó giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường được sức đề kháng, tăng cường được sức khỏe mà nó khi mà các bạn gặp bất cứ các cái triệu chứng ví dụ như là đau đầu này, buồn nôn này hay là các bạn có những cái triệu chứng về việc hít thở khó khăn, mệt mệt nhiều và các bạn cảm thấy tinh thần của mình không được thoải mái, cảm thấy rất là mệt mỏi thì các bạn hãy sử dụng ngay hai loại nước này, một trong hai loại nước này các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy tinh thần của mình thoải mái lên rất là nhiều. Nguyên liệu ngày hôm nay mình chuẩn bị thì gồm có chanh này, tỏi này, gừng, nghệ và cam. Cam thì làm cái nguồn cung cấp năng lượng vitamin C rất là dồi dào rồi, còn chanh cũng vậy. Nó trong cái thành phần của vỏ chanh có cái hàm lượng tinh dầu cũng như là vitamin C rất là tốt cho cơ thể, giúp cho cơ thể của chúng ta cảm thấy khỏe khoắn ngay sau khi sử dụng. Và đặc biệt chanh kết hợp với gừng và mật ong nó có tác dụng làm sạch phổi, thải độc cho phổi rất hiệu quả. Chính vì vậy mà với những ai mà đã bị COVID rồi thì các bạn nên thanh lọc để cho phổi của chúng ta được khỏe mạnh hơn và sạch hơn nhé. Đây, loại nước thứ nhất, các bạn hãy chuẩn bị cho mình hai tép tỏi và một miếng gừng 5 g như thế này. Các bạn đập dập nhé. Tỏi này, các bạn đập dập này. Gừng các bạn cũng sẽ đập dập ra cho mình. Sau đó các bạn băm nhỏ. Các bạn sử dụng theo cách này thì các bạn sẽ cung cấp được cho cơ thể ngay kháng sinh tự nhiên, bởi vì trong thành phần chính của tỏi nó chính là allicin, là loại kháng sinh tự nhiên rất là tốt cho cơ thể của mình các bạn nhé. Đấy, các bạn cho một cái ly như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm cho mình 300 ml nước ấm, nước 70 độ các bạn nhé, nước mà các bạn pha sữa cho con ấy. Đấy, các bạn sẽ để 15 phút để cho nó ra được cái thành phần tinh dầu cũng như là các cái dưỡng chất ở trong tỏi và gừng. Sau đó thì các bạn mới thêm phần mật ong nhé. Khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thêm mật ong sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn loại nước thứ hai. Đây, loại nước thứ hai. Loại nước thứ hai này thì gồm có chanh và gừng. Chanh này thì các bạn để bào cái phần vỏ được dễ hơn thì các bạn sẽ để ngăn đá tủ lạnh cho mình khoảng tầm 30 phút. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái dụng cụ bào nhé. Sau đó các bạn bào hết cái phần vỏ chanh cho mình. Trong thành phần của vỏ chanh nó có tác dụng long đờm rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà những ai mà bị COVID các bạn sẽ thấy là cảm giác trong cổ họng của mình lúc nào cũng nhiều đờm. Hít thở thì rất là mệt. Hiện tại mình đã hết COVID được hơn chục ngày rồi. Nhưng mà cảm giác hít thở các bạn chỉ hít được là một nửa khí vào trong cơ thể thôi, rất là mệt. Đấy là mình còn thải độc thường xuyên rồi, uống trà chanh gừng. Đấy, các bạn bào hết vỏ của một quả chanh cho mình nhá, để mình thải độc cho cái phần phổi nó được khỏe hơn và giúp cho cái đường thở của mình nó được không có đờm, nó long đờm ra. Gừng thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 5 g. 5 g gừng này thì các bạn sẽ thái lát mỏng, sau đó các bạn thái sợi.
bạn để cả phần vỏ nhé. Trong cái phần vỏ gừng nó có cái tác dụng đó là long đờm cũng như là có một cái nguồn chất chống oxy hóa rất là tuyệt vời. Với thức uống này thì đừng quên thêm vào 1 phần 2 trái chanh để chúng ta sẽ cảm nhận được là nó thanh lọc cơ thể rất là hiệu quả. Các bạn dùng một cái ly, một cái cốc nhé. Các bạn cho cái phần gừng này và cái phần vỏ chanh bào vào đây. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng phần nước ấm nhé. Các bạn cho vào đây. Nước ấm 70 độ, 500 ml nhé. Sau đó vắt vào đây nước cốt của 1 phần 2 trái chanh. Ở đây mình sẽ cắt thêm một cái lát chanh mỏng mình cho vào đây. Để lên trên đi, để lên trên cho nó đẹp. Đấy. Rồi. Với thức uống này thì các bạn sẽ để 15 phút nhá, để cho nó ra được hết cái phần tinh dầu ở trong vỏ chanh cũng như là gừng. Loại nước thứ ba ở đây mình muốn nói đó là nghệ. Trà nghệ ở đây thì hôm nay chính là một cái trà mà chủ đạo mình muốn nói với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thành phần của nghệ nó có cái thành phần chính, đó chính là curcumin các bạn ạ. Nó có tác dụng chống viêm và chống vi khuẩn, virus rất là hiệu quả, giúp làm sạch máu này, ngăn ngừa các cái bệnh về viêm nhiễm. Đặc biệt trong thành phần của nghệ còn có rất là nhiều các cái vitamin và khoáng chất, axit béo omega 3. Nó hỗ trợ cho chúng ta tăng cường được sức đề kháng và chống lại các cái bệnh như là viêm khớp, đau xương khớp này, hay là các cái bệnh như là phòng ngừa bệnh ung thư. Người ta cũng sử dụng nghệ rất là nhiều và làm giảm cái tình trạng viêm loét dạ dày cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta và làm giảm cái lượng cholesterol xấu ở trong máu và giúp máu của chúng ta được sạch hơn, khỏe hơn. Và ở đây mình muốn nói đến nhiều hơn bởi vì là trong cái quá trình mà các bạn bị Covid hoặc là chưa bị Covid hoặc là đang bị Covid thì chúng ta rất là cần cung cấp cái nguồn năng lượng tuyệt vời này cho cơ thể để giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng hồi phục hơn. Trong cam thì có cái hàm lượng vitamin C cũng như là khoáng chất rất là dồi dào và nó cung cấp trực tiếp được cho cơ thể. Và làm sao để chúng ta làm được cái món này thì trước hết nước cam nhé. Cam này thì các bạn sẽ vắt lấy phần nước. Cam vắt lấy phần nước. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái nước cam này để các bạn xay chung cùng với nghệ. Các bạn sẽ có một thức uống rất tuyệt vời mà nó còn cung cấp rất là nhiều năng lượng cho cơ thể nữa. Nước cam sau khi mà các bạn vắt xong rồi thì các bạn sẽ cho vào một cái cối xay sinh tố nhá, để chúng ta xay cùng với nghệ. Nghệ này thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình 8g. 8g nghệ. Xay thật nhuyễn ra nhé. Sau khi mà các bạn đã xay xong rồi thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái rây lọc nhé, để các bạn lọc bỏ phần bã đi. Mình uống phần nước cam nghệ này thôi, 500 ml. Cái nước này nó rất là bổ và nó cực kỳ ngon luôn. Rất là ngon các bạn ạ. Đấy. Sau khi mà các bạn đã làm xong được cái phần nước như thế này rồi. Ở đây thì với hai loại nước, nước thứ nhất đó là nước gừng và tỏi. Khi mà các bạn uống thì các bạn sẽ thêm vào mật ong nhé. Đấy, các bạn sẽ thêm vào mật ong và khuấy đều nó lên. Và khi mà mình quay cái video này thì thực ra mình rất là mong muốn có thể truyền tải được đến với các bạn rằng những cái kháng sinh tự nhiên nó cực kỳ tốt cho cơ thể và chúng lại rất rẻ tiền nữa. Cho nên là chúng ta hãy tận dụng cái nguồn năng lượng rất là tự nhiên này bồi bổ cho cơ thể của chúng ta. Và khi đi tìm hiểu sâu về các cái bài thuốc dân gian cũng như là cái khả năng chữa lành của các cái sản phẩm từ thiên nhiên thì mình muốn truyền tải thật nhiều hơn nữa những cái thông điệp về cái vấn đề sức khỏe cũng như là chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen ăn uống của mình, làm sao sử dụng được nhiều rau củ quả và các cái gia vị tự nhiên này để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn,
Và một lần nữa thì mình cũng muốn truyền tải đến các bạn, khi mà chúng ta có bất cứ triệu chứng bệnh lý nào thì việc đầu tiên là chúng ta phải suy nghĩ thật là tích cực, đừng có tiêu cực quá các bạn nhé. Và hãy vui vẻ, thoải mái để truyền đến cái nguồn năng lượng rất là thoải mái, rất là một nguồn năng lượng dồi dào cho các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta để nó được để nó được phát triển và để nó có cái khả năng chữa lành tốt nhất các bạn nhé. Với những cái loại nước như thế này thì mình cũng đã có chia sẻ với một người anh của mình bị ung thư gan, thì khi mà anh uống những cái loại nước này kết hợp với thay đổi cái chế độ ăn uống đối với các cái bệnh nhân ung thư là chúng ta sẽ cắt giảm gần như toàn bộ cái phần thịt động vật và chuyển sang ăn rau củ quả. Và một điều nữa rất quan trọng đó chính là tâm lý của chúng ta phải thực sự thoải mái. Và bác sĩ có nói rằng là chỉ sống được khoảng tầm 2 đến 3 tháng thôi. Nhưng mà sau khi mà thay đổi như vậy thì đang thấy cơ thể tốt lên rất là nhiều. Và cũng đã qua được tháng thứ tư rồi. Và mình mong muốn rằng cái video này sẽ truyền đến cho các bạn những cái điều năng lượng tích cực nhất để cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh nhất từ những sản phẩm rất là thiên nhiên, rất là rẻ như thế này. Và hãy cùng nhau trân trọng sức khỏe của mình đang có, đúng không các bạn? Và một lần nữa mình chúc các bạn sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hy vọng video này sẽ đem lại được nhiều giá trị đến các bạn. Và nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên bấm like và đăng ký để giúp kênh phát triển hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.